Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Hạng Phu của tác giả Nelita, giọng đọc Lãm, tập 60. Bẩm báo lên Vĩnh Minh Đế tin tức về Hoa Thiết, nghi là thép. Ngày hôm sau, Vĩnh Minh Đế triệu đại lão tướng quân và Tưởng Mặc Hy tiến cung. Từ lúc này về sau, Thiệu Vân An không còn tham gia vào việc liên quan tới Hoa Thiết nữa. Toàn bộ đồ vật làm từ hoa thiết mà hắn đưa tới giao hết cho Tưởng Mặc Hy. Tuy hắn là người xuyên Việt, nhưng sở trường của hắn chẳng liên quan gì tới công nghệ khoa học kỹ thuật. Điều duy nhất hắn có thể giúp chính là sách vở trong không gian mà trước kia hắn từng thu thập nhân lúc rảnh rỗi. Những quyển sách này cần phải lọc ra xem quyển nào hữu ích với Tưởng Mặc Hy. Có thể nói, điểm mấu chốt chính là Tưởng Mặc Hy. Bộ não thiên tài và tính cách lãnh đạm của Tưởng Mặc Hy, nếu ghép với những kiến thức về tương lai, ngay cả Thiệu Vân An còn thấy rùng mình khi nghĩ đến. Đây đúng là một tổ hợp khủng bố. Thiệu Vân An hoàn toàn không hiếu kỳ Tưởng Mặc Hy làm gì ở Tư Vũ Phường. Hắn chỉ hy vọng tiểu tử này đừng trở thành phần tử khủng bố. Không muốn rời giường, mấy ngày nay không hiểu sao luôn cảm thấy mệt mỏi. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì Tĩnh Ca không ở bên cạnh? Lúc trước bận rộn hơn thế này, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy. Dù sao cũng có Linh Tuyền là pháp khí khôi phục thể lực. Nhưng dường như 2 ngày nay Linh Tuyền không còn tác dụng, cứ luôn muốn ngủ. Có lẽ thật sự bởi vì Tĩnh Ca không có bên cạnh. Bất quá, dù Vương Thạch Tĩnh không ở bên cạnh, nhưng hai người vẫn luôn thư từ qua lại. Hầu phủ biệt viện thường xuyên vận chuyển nước lên kinh thành, nên thư từ đương nhiên không thể thiếu. Từ đường Trung Vương Thị đã xây dựng xong, Vương Thạch Tĩnh hiện giờ đang cùng với Quách Tử Du nhượng rượu, có cả Tưởng Khang Ninh hỗ trợ. Thiệu Vân An hồi kinh, mang theo 2 thiền dương nại tử. Ngày hôm sau, hắn tăng ca làm thêm dương nại tử ở tủ phường mà quân hậu chuẩn bị cho hắn. Nhân tiện, tranh thủ đợi rượu ở trong không gian với rượu dành cho nhà đấu giá. Chỉ có hắn mới biết rõ ủ được bao nhiêu thùng dương nại tử. An Công Công chỉ phụ trách số lượng cuối cùng. Thiệu Vân An giao cho Quách Tử Mục một bản công thức ủ dương nại tử. Dương nại tử trong tiệm ăn tại gia của Quách Tử Mục đều do chính tay Quách Tử Mục làm. Lại nói tiếp, tiệm ăn tại gia của Quách Tử Mục đã nổi tới mức khiến cho Thiệu Vân An giật mình. Tất nhiên, vị vương chính quân tương lai này không thể tự mình xuống bếp. Mộ Dung Thái Tử tìm cho y một đầu bếp đáng tin cậy. Quách Tử Mục chỉ cần hướng dẫn kỹ thuật là được. Thiệu Vân An ở Vương Phủ đã nếm thử các món ăn do Quách Tử Mục tự mình phát minh, không khỏi giơ ngón tay cái. Tiệm ăn tại gia chỉ nhận đặt 10 bàn mỗi ngày và phải đặt chỗ trước. Mỗi bàn ăn tối thiểu 30 lượng bạc. Nếu đồ ăn cao cấp thì số lượng tiêu phí sẽ cao hơn một chút. Mức cao nhất có thể lên tới 100 lượng bạc. Giá này do Thiệu Vân An định ra. Lúc thấy giá này, Quách Tử Mục còn hoàn toàn ngốc lăng. Có ai dám bỏ ra cái giá này đi ăn hay sao? Sự thật chứng minh, không có nhiều, chỉ có càng nhiều hơn. Hiện tại thương nhân ngoại quốc, các thế lực khắp nơi đều hướng về kinh thành. Quách Tử Mục là ai? Là người xuất thân từ Trung Dũng Hầu Phủ, là chính quân của La Vinh Vương. Y mở tiệm ăn tại gia, cho dù không ngon, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Còn chưa kể phẩm chất thức ăn ở nơi này, ngay cả Vân Long Các, tủ lầu lớn nhất kinh thành cũng thua kém. Nhưng muốn ăn ở đây, chỉ cần có tiền là chưa đủ. Không có thân phận địa vị, người định trước là không đặt được bàn. Thiệu Vân An nhớ tới bộ dáng ngơ ngẩn của Quách Tử Mục sau khi nhìn thấy lợi nhuận tháng thứ nhất. Mỗi lần nhớ tới, lại không ngừng cười to. Hôm nay, phải tới chỗ Quách Tiểu Ca thử đồ ngọt. Thiệu Vân An đã sớm nhận ra Quách Tử Mục kiên kỵ tiến cung, cũng nhận ra quân hậu đồng dạng kiên kỵ. Ở trong lòng lắc lắc đầu, Thiệu Vân An vốn muốn tiếp tục ngủ nướng, đành phải sóc chăn, gian nan chồm dậy. Thật là lạ, tại sao lại mệt mỏi như vậy chứ? Không đúng. Tuy rằng quân hậu sau khi mang thai rất kén ăn, nhưng đối với hắn mà nói không quá khó hầu hạ. Hơn nữa, không chỉ có hắn nấu ăn, còn bao gồm ngự trù nữa mà, nên không có mệt mỏi như vậy mới đúng. Đánh mấy cái ngáp liên tục, Thiệu Vân An vặn vẹo cái eo bụng rủng, xem chừng là thiếu vận động đây mà. Đời trước hắn thường xuyên tới phòng tập. Đời này, hình như từ lúc xuyên qua tới bây giờ, hắn chưa bao giờ tập thể dục. Vương Thiệu Chính Quân, ngài dậy chưa? Giọng nói của cung nữ từ bên ngoài truyền đến, động tác Thiệu Vân An dừng lại. Dậy rồi,
Hậu Ca vốn đang nằm sấp, đứng lên giữa cái eo lười biếng. Nó thời thời khắc khắc ở bên cạnh bảo vệ Thiệu Vân An. Bốn cung nữ đồng thời bước vào, đều là người do quân hậu phải tới hầu hạ. Tuy nhiên, mỗi lần bước qua người của Hậu Ca, các nàng vẫn cứng đờ cả người. Hậu Ca nhảy lên ghế dài nằm xuống. Thiệu Vân An không quen người khác hầu hạ. Tuy nhà hắn có tiền, nhưng bên người đúng là không có người phục vụ. Bất quá thân phận hiện giờ của hắn đã khác. Đây là hoàng cung, phải có lễ nghi. Trong tướng quân phủ cũng có người hầu hạ. Đây là quy tắc của tầng lớp quý tộc trong xã hội phong kiến. Thiệu Vân An chỉ có thể tuân theo. Rửa mặt, đánh răng. Một cung nữ chải đầu, còn hai cung nữ mặc y phục cho hắn. Thiệu Vân An ở trong lòng phỉ nhổ bản thân, hư hỏng quá nhanh. Quân hậu sợ hắn mệt nên không quá nghiêm khắc. Nếu thật sự nghiêm khắc, hắn phải dậy từ sáng sớm. Bất quá, quân hậu quen ăn cháo vào buổi sớm. Miễn là đồ ăn kèm ngon miệng là được. Ngự trù đã học được rất nhiều cách làm đồ ăn sáng từ chỗ của Thiệu Vân An. Cơ bản có thể phù hợp với yêu cầu của quân hậu. Thiệu Vân An ở trong phòng dùng bữa sáng trước khi đi vấn an quân hậu. Hôm nay hắn muốn xuất cung. Hôm qua đã nói với quân hậu, nhưng mà trước khi xuất cung, hắn phải chuẩn bị xong ngọ thiện cho quân hậu. Phản ứng mang thai của quân hậu không nghiêm trọng, chỉ đặc biệt kén ăn. Thiệu Vân An không thể không suy đoán, tiểu thái tử tương lai có lẽ là một tên cật quá. Về phần cái thai này có phải là nữ nhi hay không? Tất cả mọi người đều không muốn suy đoán, kể cả Thiệu Vân An. Không phải Thiệu Vân An thích nam hài hơn nữ hài nhi, nhưng cái thai này của quân hậu tốt nhất nên là nam hài. Vân An! Mấy ngày nay nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi lắm. Vừa tiến vào cẩm hoa cung, Thiệu Vân An đã nghe thấy quân hậu quan tâm dặn dò. Hậu Ca nằm sấp ở góc thường ngày, trong bộ dáng như không bao giờ tỉnh lại. Quân hậu không hề sợ Hậu Ca, nếu không phải Hậu Ca không muốn, quân hậu còn muốn chạm vào nó. Vĩnh Minh Đế muốn quân hậu chuyên tâm an thai, nhưng quân hậu không phải là kiểu người thích nhàn rỗi, cũng đã quen với việc chia sẻ gánh nặng với Vĩnh Minh Đế. Hơn nữa, hậu cung hiện tại không có ai. Nếu buông tay, hậu cung của Vĩnh Minh Đế nhất định sẽ rối loạn. Thiệu Vân An cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ, nói: không đâu, chắc là do trời nóng quá, muốn ngủ nướng. Có câu mùa xuân ngủ mê, mùa thu thiếu ngủ, mùa hè ngủ gà ngủ gật, mùa đông tháng 3 không dậy nổi. Quân hậu cảm thấy thích thú, ngay cả Trác Kim cũng cười thành tiếng. Quân hậu nói: ngươi một năm không ngủ là vì trong cung an tĩnh, rất thích hợp để ngủ. Thiệu Vân An không khỏi ngáp một cái. Quân hậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi. Thiệu Vân An ngồi bên cạnh quân hậu, Trác Kim bưng trà. Thiệu Vân An uống hai ngụm, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Vân An, tổ yến mà ngươi nhắc tới, phía bên An Trạch đã có tin tức. Nghe nói bộ lạc Đại Sơn có rất nhiều đồng án, còn không nhỏ. Bọn họ đã phái người trở về lấy tổ yến. Đợi sau khi giao tới, ngươi nhìn thử xem có dùng được hay không. Bộ lạc Đại Sơn có rất nhiều động yến ư? Động tác uống trà của Thiệu Vân An đình trệ. Vừa mới ủ rượu xong, hắn thiếu chút nữa đã quên mất. Vì Thiệu Vân An vội ủ rượu nên quân hậu không nói với hắn chuyện này. Trác Kim thâm thúy trả lời: tiểu nữ nhi của đầu lĩnh bộ lạc Đại Sơn tình cờ ở kinh thành, đối phương đã đến gặp An đại nhân. Chỉ là bộ lạc Đại Sơn không có ăn tổ yến, cũng không mang theo hàng, cho nên là mới phải phái người trở về lấy. Thiệu Vân An gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, tựa hồ như những người sau thời đường đã biết đến việc dùng tổ yến, mặc dù các bộ lạc trên cao nguyên vẫn không biết giá trị của thứ này. Quân hậu hiếu kỳ: Vân An, tổ yến này thật sự có lợi cho bổn quân với hài nhi sao? Thì Vân An đáp: nếu chất lượng tổ yến của bộ lạc Đại Sơn tốt thì thiên tế có thể dùng quanh năm. Trong sách nói, tổ yến là thành phẩm bổ dưỡng, dù dùng làm món ăn cho hài tử cũng không có tác dụng phụ. Nhưng không phải tổ yến nào cũng có thể ăn được, nên ta mới nói là phải xem trước. Quân hậu kinh ngạc: tốt như vậy sao? Rất tốt, nếu như có thể ăn, thì lúc đó chúng ta cùng ăn, đều rất tốt. Vậy được rồi. Quách Tốn nhíu mày: cái tổ yến làm từ nhánh cây sao có thể ăn? Thì Vân An theo bản năng mà trả lời: có vài loại chim én đặc biệt làm tổ yến bằng nước miếng. Lần này, sắc mặt của quân hậu thay đổi, nôn hai lần, Quách Tốn hô to: nước miếng chim én làm sao mà ăn được? Thiệu Vân An vội vàng so so ngực cho quân hậu nói: đợi ta làm ra thì sẽ rõ, ta giải thích không được. Tiểu thúc, đừng có nghĩ tới nước miếng nữa. Hôm nay ta làm cho ngài món súp gà hầm hoa keo, đã ngâm từ hôm qua rồi. Ta tới Ngự Thiền Phòng nhìn xem. Thiệu Vân An rời đi,
Quân Hậu vẫn chưa hết cảm giác kinh tởm. Cái tổ yến gì đó hắn sẽ không ăn, cứ nghĩ tới là thấy ghê tởm. Theo Vân An, chuồng sớm không khỏi cười khổ. Nước miếng chim én tính là cái gì? Còn có món gọi đu đủ hầm tuyết giáp, dùng ống dẫn trứng của nhái tuyết để mà chế biến nữa kìa. Nếu biết thì Vân An có ý định tìm ống dẫn trứng của nhái tuyết cho mình ăn, Quân Hậu nhất định sẽ nôn mửa. Sau khi nước miếng chim én làm cho ghê tởm phải nôn mửa nửa ngày, Quân Hậu uống súp gà hoa keo. Hoa keo được Thiệu Vân An chế biến không có bất kỳ mùi tanh nào, khiến Quân Hậu ăn đặc biệt ngon miệng. Bất quá, trước khi ăn, Quân Hậu hỏi hoa keo là cái gì? Đừng lại liên quan tới cái gì mà nước miếng chim én. Biết đây là bong bóng của một loại cá lớn ngoài biển, Quân Hậu mới trấn tĩnh. Thiệu Vân An cũng mang cho Quách Tử Mục một ít, còn mang thêm một hộp hoa keo chưa xử lý. Thứ này khẳng định lại đưa vào danh mục thực đơn của tiệm ăn tại gia. Trạng thái tinh thần hiện tại của Quách Tử Mục chỉ có thể mô tả bằng hai từ: hoảng hốt. Từ hoảng hốt này không dám chỉ y, mà là tất cả những ai nhìn thấy y. Mỗi ngày bị tình yêu nuôi dưỡng, lại có sự nghiệp chính mình, vốn dĩ là kinh thành tuyệt sắc giai nhân, nay lại càng mỹ lệ tới mức ai nhìn cũng sẽ hoảng hốt, hoàn toàn bị mê hoặc. Thế cho nên La Vinh Vương phải năn nỉ Quách Tử Mục đeo mặt nạ khi ra cửa, quả thật là quá nguy hiểm mà. Quách Tử Mục ở tiệm ăn tại gia, Thiệu Vân An trực tiếp qua tiệm. Đi cùng hắn còn có 20 thiếp thân thị vệ, cộng với hộ ca. Hắn vừa rời khỏi hoàng cung, kinh thành phải nói là không nhỏ, nhưng một mình hộ ca thôi cũng đã đủ khiến cho toàn kinh thành phải chú ý. Thiệu Vân An bước vào tiệm ăn tại gia không bao lâu, mấy nhóm người và ngựa lũ lượt ké tới tiệm ăn. Chính quân vẫn luôn ở tại hoàng cung đã xuất cung. Thiệu Vân An hồi cung, vui mừng nhất chính là Quách Tử Mục. Thiệu Vân An không ở kinh thành, y luôn có chút thiếu tự tin. Thiệu Vân An trở lại, y tự tin tới mức có thể ra cửa không mang mặt nạ. Đương nhiên, y chưa bao giờ làm như vậy. Ăn hoa keo, Quách Tử Mục cũng rất là yêu thích món này. Thiệu Vân An từng bước dạy y cách chế biến hoa keo như thế nào để xóa bớt mùi tanh. Lúc này, quản sự tiệm ăn tài gia lúng túng đi tới. Chủ tử, quản sự Lỗ Quốc Công phủ tới đây, muốn đặt 3 bàn đêm mai ở Khanh Nguyện. Nhưng bàn của chúng ta đã bị đặt hết trong 5 ngày rồi, lần này lại thêm 3 bàn. Quách Tử Mục chưa kịp phản đối, thì Vân An là người đầu tiên không hài lòng. Họ không biết quy củ của tiệm ăn sao? Cách 1 ngày mới tới đặt bàn, muốn chúng ta tới đâu đặt bàn cho bọn họ? Chẳng lẽ quỷ bàn khách nhân khác đã đặt trước hay sao? Vậy chúng ta sau này có thể tiếp tục làm ăn nữa hay không? Vị quản sự thấy Thiệu Vân An lên tiếng, càng thêm lúng túng. Là Lục thiếu gia Lỗ Quốc Công phủ mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, cái này... Quách Tử Mục nhắc nhở. Vân An, Lỗ Quốc Công phủ là bên ngoài của ngươi. Quả nhiên, Thiệu Vân An đã quên mất cha nhỏ của mình là người của Lỗ Quốc Công phủ. Thiệu Vân An không quen, hay nói đúng hơn là rất xa lạ với nhà ngoại. Túc Thần Giật tuy rằng xuất thân từ Lỗ Quốc Công phủ, nhưng bản thân y không phải là người trọng gia tộc. Bằng không với địa vị của y, đại gia trước nay luôn điệu thấp sẽ không đồng ý hôn sự của Đại Minh Vinh với y. Túc Thần Giật và Đại Minh Vinh coi như là tự do yêu đương. Thiệu Vân An chỉ gặp người của Lỗ Quốc Công phủ một lần duy nhất vào yến nhận thân, sau đó thì không còn tiếp xúc nữa. Lỗ Quốc Công phủ từng nhiều lần muốn gặp mặt hoặc là mời hắn dùng bữa, nhưng mà nhất là gần đây Thiệu Vân An rất bận. Thứ hai là Túc Thần Giật trong lòng hiểu rõ nhi tử nhà mình không có sự kiên nhẫn với mấy chuyện này, nên là giúp hắn từ chối. Cho nên đối với Lỗ Quốc Công phủ, Thiệu Vân An hoàn toàn xa lạ. Có lẽ nguyên nhân chính chủ yếu chính là mẫu thân Túc Thần Giật đã qua đời, phụ thân của y thì lại tái hôn, cho nên Túc Thần Giật hiếm khi tiếp xúc với bổn gia. Điều này trực tiếp dẫn tới việc Thiệu Vân An càng không thân cận với Lỗ Quốc Công phủ. Bất quá, không thân thì không thân, Thiệu Vân An lại không ghét Lỗ Quốc Công phủ, vẫn hiếu kính đầy đủ với trưởng bối. Chẳng qua, biết đối phương là người Lỗ Quốc Công phủ, Thiệu Vân An ngược lại càng thêm khó chịu. Lục thiếu gia là ai? Quách Tử Mục trả lời nhanh hơn cả quản sự. Là ngoại tôn tự của Tiền Lão Quốc Công, là nhi tử độc nhất của biểu cô ngươi, mùi mùi của Lỗ Quốc Công. Nếu không phải biểu ca thì chính là biểu đệ của ngươi, y với ngươi tuổi sắp xỉ. Lỗ Quốc Công trước đây đã qua đời, Lỗ Quốc Công hiện tại là đường huynh của Túc Thần Giật. Phụ thân Túc Thần Giật là nhị thúc của Lỗ Quốc Công.
Trong số ba công, Lỗ Quốc Công là trẻ tuổi nhất, cùng thế hệ với Thế tử An Quốc Công Phủ. Lỗ Quốc Công trước đây có một chính thê, hai trắc thất và một vài vị thiếp thất, thị quân. Đương nhiệm Lỗ Quốc Công có một chính thê, ba trắc thất, hai thiếp thất. Lỗ Quốc Công hiện tại có ba người thân huynh đệ, còn có thứ huynh đệ, toàn bộ không phân gia, đều ở chung một chỗ. Tính thêm cả dòng họ hàng của những huynh đệ này thì phải hơn 100 người. Xã hội này, càng là người có quyền thế thì càng kiêng kỵ việc phân gia, cho nên càng là thế gia thì dân cư càng đông. Nếu là xã hội hiện đại thì làm gì có nhiều dân cư trong một gia đình như vậy, chỉ việc nhớ tên thôi đã bị hôn mê rồi. Thiệu Vân An hồ đồ. Tại sao đích tử của biểu cô lại là người của Lỗ Quốc Công Phủ? Chẳng lẽ là lão công mãi ở rể? Cái này hiếm thấy hả nha? Cô hắn ở lại tướng quân phủ là vì lý do an toàn, nhưng dượng của hắn vẫn có phủ đệ riêng. Quản sự không hiểu lão công là cái gì? Quách Tử Mộc bình tĩnh trả lời. Nhữ phu nhân ở quá, nghe nói là Túc lão phu nhân phi thường sủng ái nữ nhi này. Sau khi trượng phu nàng qua đời, lập tức đón mẫu tử bọn họ về Lỗ Quốc Công Phủ. Trong nhóm người đồng trang lứa của Lỗ Quốc Công Phủ, Nhữ Thư Hàm đứng hàng thứ 6, cho nên được mọi người gọi là Lục Thiếu Gia. Thiệu Vân An trợn mắt. Quách tiểu ca, sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy? Quách Tử Mộc ngạo kiều nâng cằm. Ở kinh thành làm buôn bán, sao có thể không nắm rõ mấy phần quan hệ này? Chỉ sợ là hiện tại, ngươi còn không hiểu rõ Lỗ Quốc Công Phủ như ta đâu. Quách Tử Mộc không xuất đầu lộ diện, nhưng bài tập về nhà thì cũng không thể bỏ qua. Tiểu đệ, kính nể. Thiệu Vân An ôm quyền, hắn thật sự là bị dọa rồi. Vâng, mới có 3 ngày không gặp mà phải lao mắt để nhìn. Quách tiểu ca quá lợi hại đi, đây là sức mạnh của tình yêu sao? Thiệu Vân An tự ghê tởm bản thân mình một trận. Không biết Thiệu Vân An đang hoạt động nội tâm mãnh liệt. Quách Tử Mộc tiếp tục nói. Không thể coi thường mặt mũi vị Lục thiếu gia này. Y rất được Túc lão phu nhân sủng ái. Lỗ Quốc Công cũng rất là đau y. Ở Lỗ Phủ, địa vị của y còn cao hơn cả đích thiếu gia. Triệu quản sự, ngươi nói với bọn họ, không có cách nào chuẩn bị 3 bàn, nhiều nhất là 2 bàn. Triệu quản sự, vẻ mặt bối rối. Chủ tử, chúng ta đặt 2 cái bàn này ở đâu? Quách Tử Mộc không có biện pháp nói. Tạm thời ở Minh Nguyệt Phòng đi. Quản sự nghe như vậy lập tức nhíu mày. Minh Nguyệt Phòng là thế tử. Quách Tử Mộc nói, thỉnh thoảng dùng không sao, thế tử sẽ không để ý. Ta sẽ nói với y, hiện tại chỉ có Minh Nguyệt Phòng và Trình Tường Viện, nhưng Trình Tường Viện không thể động tới. Ngươi nói lại với người của Lỗ Quốc Công Phủ, lần này là ngoại lệ, lần sau phải làm theo nguyên tắc. Quách Tử Mộc có chút khó chịu, nhưng Lỗ Quốc Công Phủ nói sao cũng là nhà ngoại của Thiệu Vân An, mặt mũi này y phải nể. Có lẽ đối phương cũng nghĩ tới điểm này, nên mới bỏ qua quy củ. Nếu vương gia hoặc thế tử ở đây, chuyện này đương nhiên là sẽ dễ xử lý. Bọn họ ra mặt, đối phương sẽ biết khó mà lui. Nhưng hiện tại chỉ có y và Vân An, y không tiện ra mặt, càng không thể để Vân An ra mặt, cho nên cứ sắp xếp như vậy. Minh Nguyệt Phòng là phòng chuyên chúc dành cho Mộ Dung Thế Tử chiêu đãi khách nhân của mình, bên trong được bài trí dựa theo sở thích của Mộ Dung Thế Tử. Trình Tường Viện là sân viện duy nhất tách riêng của tiệm ăn tại gia, dành cho Hoàng thượng và Quân hậu, hàm nghĩa là Long Phượng Trình Tường. Khách nhân của La Vinh Vương cũng được chiêu đãi ở Trình Tường Viện. Vốn dĩ, Quách Tử Mộc định dựng riêng cho Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An một sân viện riêng, nhưng bị Thiệu Vân An cự tuyệt. Diện tích khanh nguyện không có lớn, Trình Tường Viện được cải tạo từ hậu viện. Ngoại trừ trù phòng và văn phòng của Quách Tử Mộc, còn lại chỉ có thể cải tạo thành 11 phòng. Nếu làm thêm phòng riêng cho Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh, không phải sẽ lãng phí tài nguyên hay sao? Bọn họ muốn tới khanh nguyện thì cứ báo trước một tiếng là được, cùng lắm thì dùng Minh Nguyệt Phòng, không cần phải chiếm riêng một cái. Thời điểm Quách Tử Mộc an bài, gương mặt của Thiệu Vân An lập tức dài ra. Làm sao hắn lại không biết rõ bố cục tiệm ăn tại gia cơ chứ? Hắn cũng đoán được tại sao đối phương đại gia yêu cầu vô lý như vậy. Từ từ, Thiệu Vân An sụ mặt ngăn cản Triệu quản sự. Nói với người kia, trong vòng 5 ngày tới, bàn đã đầy, muốn mời khách nhân thì cứ tới nhà khác, không thôi thì chờ 5 ngày sau. Cứ nói là ta nói. Quách Tử Mộc là huynh đệ của hắn, là người nhà của hắn. Còn vị Lục thiếu gia kia chỉ là người xa lạ, ngay cả đến dáng vóc như thế nào hắn cũng không có nhớ rõ. Nào có đạo lý giúp đỡ người xa lạ khó xử người nhà.
ngoại gia thì thế nào? Ngoại gia gia, ngoại nãi nãi chỉ mới gặp một lần, liên quan gì tới Nhữ Thư Hàm? Hắn thậm chí còn không nói được vài câu với những người khác. Phía bên cha nhỏ hắn sẽ giải thích sao? Hắn tin cha nhỏ sẽ hiểu cho hắn. Vân An, Quách Tử Mộc thấy Thiệu Vân An không vui, trấn an nói: "Không sao đâu, y cũng là người nhà, tới Minh Nguyệt phòng là được." Thiệu Vân An nói: "Ai là người nhà với y? Người nhà sẽ không đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy. Biểu cô ta có loại hài tử như vậy sao? Mở miệng ra yêu cầu tối mai, căn bản không thèm hỏi còn bàn hay không. Nếu đây là nhà hàng của hắn, Thiệu Vân An nhất định sẽ đánh y ra khỏi cửa." Quách Tử Mộc đương nhiên biết Thiệu Vân An bên vực mình, bất quá vẫn khuyên nhủ. Nhưng Thiệu Vân An không nghe. Chỉ là một tên thiếu gia khác họ mà há mồm đòi người cho y ba bàn. Thế các thiếu gia Lỗ Quốc Công phủ khác thì sao? Có một cái thì sẽ có hai, không thể làm ra tiền lệ được, càng không thể để cho bọn họ dựa dẫm vào quan hệ của ta với ngươi. Không chính là không, Triệu quản sự cứ làm theo quy củ, nói là ta bảo như vậy. Thấy Thiệu Vân An đã nổi lửa, Quách Tử Mộc phất phất tay, Triệu quản sự vội vàng đi. Lửa giận của Vương Thiệu Chính Quân không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Đừng tức giận, đừng có giận nữa. Quách Tử Mộc tháo mặt nạ, vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quyến rũ của y, Thiệu Vân An bất giác thở dài, cầm lấy mặt nạ đeo lại cho y. Ngươi đừng có câu dẫn ta, ta đối với Tĩnh ca nhà ta là tuyệt đối trung thành. Ngươi muốn chết à? Quách Tử Mộc đạp hắn một cước. Khanh nguyện không cho mặt mũi, còn là do đích thân Vương Thiệu Chính Quân trực tiếp cự tuyệt. Quản sự Lỗ Quốc Công phủ sắc mặt xanh mét rời đi. Y có thể hình dung ra được chuyện này sẽ khiến cho kinh thành phản ứng như thế nào. Vương Thiệu Chính Quân không thèm nể mặt Lỗ Quốc Công phủ, quả thật đáng giận. Chẳng lẽ hắn không quan tâm Lỗ Quốc Công phủ chính là ngoại gia của hắn hay sao? Chẳng mấy chốc, Triệu quản sự đã quay trở lại, trong tay cầm theo một sấp bái thiếp. Chủ tử, Vương Thiệu Chính Quân, người của Lỗ phủ đã đi rồi, nhưng mà sắc mặt không được tốt. Thiệu Vân An nói, kệ bọn họ, có bản lĩnh thì kêu Lỗ Quốc Công tới tìm ta. Tiếp theo, Triệu quản sự đưa bái thiếp ra. Vương Thiệu Chính Quân, bên ngoài có rất nhiều người muốn gặp ngài. Đây là bái thiếp. Tại sao bọn họ lại gửi bái thiếp tới đây? Quách Tử Mộc nói thẳng. Người ở trong cung cả ngày, muốn gặp được ngươi không có dễ. Ta đón ngay sau khi rời cung, ngươi đã bị phát hiện. Thiệu Vân An ngỡ ngàng nhìn Quách Tử Mộc. Quách tiểu ca thay đổi quá nhiều, quá là nhiều luôn. Nhưng mà hắn không hiểu, mỗi lần đứng trước mặt quân hậu, Quách tiểu ca sao lại co rúm như vậy? Thiệu Vân An dám không phân lớn nhỏ với quân hậu, nhưng hắn không nhận ra rằng, đối với người khác, khí tràng của quân hậu quá là đáng sợ. Thiệu Vân An không mấy hứng thú mà xem bái thiếp, hắn luôn tránh dính líu quá nhiều với giới hào môn kinh thành. Tướng quân phủ bối cảnh đã đủ sâu rồi, nhà hắn lại là hầu gia, hơn nữa còn có một vị tiểu thúc là thiên tế. Nếu như hắn qua lại quá nhiều với giới hào môn trong kinh thành, thì đối với Trung Dũng hầu phủ và tướng quân phủ là không có lợi. Vân Thạch Tĩnh nhà hắn không thích nắm quyền to này nọ, cho nên mấy cái thứ xã giao này nọ, cái nào từ chối được hắn sẽ từ chối. Trong sắp bái thiếp có thế gia hào môn, cũng có thương nhân, Đại Tư Quốc, Tiên Lộc Quốc, Bộ Lạc Đại Sơn đều có. Bộ Lạc Đại Sơn, Thiệu Vân An cầm lấy bái thiếp của Bộ Lạc Đại Sơn. Hắn có ấn tượng rất tốt với bộ lạc này. Dù sao hắn cũng được Bộ Lạc Đại Sơn cứu giúp. Hơn nữa thời điểm ở nhà đấu giá, thương nhân của Bộ Lạc Đại Sơn vô cùng hợp tác. Người gửi bái thiếp có tên là Ô Sắc. Đọc nội dung trong thư xong thì có vẻ như là đây là một thương nhân của Bộ Lạc Đại Sơn. Bất quá nếu đã gửi bái thiếp, vậy địa vị của người này ở trong bộ lạc không hề thấp, sinh ý cũng lớn. Những hộ gia đình bình dân không ai dám gửi bái thiếp cho hắn. Này Quách tiểu ca, ngươi có nghe thấy vị thương nhân nào tên Ô Sắc ở Bộ Lạc Đại Sơn không? Quách Tử Mộc lập tức trả lời. Người này rất có tiền, từng dùng bữa nhiều lần ở Khanh Nguyện, địa vị rất cao, thế tử từng nhắc tới y. Thiệu Vân An lập tức đưa bái thiếp cho Triệu quản sự. Trưa ngày mốt, ngay ở đây. Sau đó hắn quay đầu, Quách Tử Mộc không đợi hắn mở miệng nói. Trưa ngày mốt ta sẽ giao Minh Nguyệt phòng cho ngươi. Ừ. Ở Lỗ Quốc Công phủ, một vị thiếu niên thoạt nhìn tuổi không lớn hơn Thiệu Vân An là bao nhiêu, ôm vẻ mặt u sầu. Mà ở đối diện, lão tổ tông Lỗ Quốc Công, mẫu thân Lỗ Quốc Công đương nhiệm, nhất chính phẩm cáo mệnh Túc lão phu nhân đang nổi giận. Thiếu niên này, môi hồng răng trắng, bộ dáng có thể xem như đại diện cho vẻ tuấn mỹ chuẩn mực của thiếu niên Đại Yến Quốc.
Đây cũng là một trong những lý do khiến y được lão tổ tông yêu thích. Mặc dù là ngoại tộc ở trong phủ, nhưng bởi vì không chỉ lời ngon tiếng ngọt làm cho người khác vui vẻ, bộ dáng cũng thật đáng yêu. Ngoại nãi nãi, làm sao bây giờ? Tôn Nhi đã nói là không sao, nhưng không ngờ biểu đệ Vân An lại không cho mặt mũi. Như vậy Tôn Nhi làm sao gạt đồng môn được? Túc lão phu nhân không vui. Nói gì thì Vân An cũng là người trong nhà, nào có chuyện không nói hai lời đã cự tuyệt. Chưa kể, Khanh Nguyện đương gia là chính quân của La Vinh Vương, chứ không phải là Vân An. Còn một lý do nữa khiến Túc thần giật, phu nhân không có cao hứng nổi. Nhưng mà bà không thể nói ra, cũng không dám nói. Túc lão phu nhân trong lòng không vui, trên mặt vẫn bao dung nói. Khanh Nguyện nó phải đặt trước ít nhất 5 ngày, sợ là thật sự không còn bàn. Nếu các ngươi muốn tới Khanh Nguyện, sao không đặt bàn sớm hơn? Nhự Thư Hàm bất lực trả lời. Hôm nay mới quyết định, hôm nay văn chương của Tôn Nhi được phu tử khen ngợi. Hy Vĩ mời tất cả mọi người cùng tụ họp, vừa vặn ngày mai là sinh nhật của y. Hy Vĩ nói chọn ngày không bằng gặp ngày, nên mới quyết định vào ngày mai. Hy Vĩ nói muốn tổ chức tiệc chúc mừng Tôn Nhi ở Khanh Nguyện, Tôn Nhi tất nhiên vô cùng cảm kích. Hy Vĩ nói đặt bàn ở Khanh Nguyện rất khó, tuy nhà y có tiền nhưng không có thế lực. Tôn Nhi nghĩ Vương Thiệu chính quân sẽ nể mặt Tôn Nhi, nào ngờ biểu đệ lại từ chối. Túc lão phu nhân trong lòng không khỏi suy đoán tới mục đích của người tên Hy Vĩ này. Bởi vì ngoại tôn của bà tâm tư rất đơn thuần, bà không muốn y lo lắng. Túc lão phu nhân cũng không muốn nhìn thấy Tôn Nhi buồn rầu, rốt cuộc thì chuyện này vẫn ảnh hưởng tới thể diện của Tôn Nhi của bà. Túc lão phu nhân nói, như vậy đi, ngoại nãi nãi nhờ đại ca ngươi đi một chuyến. Nhự Thư Hàm vẻ mặt cô đơn cúi đầu. Có phải biểu đệ không thích ta, cho nên mới... Lão phu nhân đào lòng nắm tay y. Đừng nghĩ như vậy, ngươi là thiếu gia Lỗ Quốc công phủ, ai dám không thích ngươi. Nhự Thư Hàm ủy khuất nói, nhưng ta không phải họ Túc. Túc lão phu nhân càng đau lòng, không khỏi án trách Thiệu Vân An, giọng điệu trở nên cứng rắn. Chỉ là ba bàn tiệc mà thôi, cho dù bao cả Khanh Nguyện, Vân An cũng nên cho mặt mũi. Túc lão phu nhân nói với đại nha đầu bên người, đi gọi đại thái thái tới đây. Dạ vâng. Nhự Thư Hàm ôm lấy Túc lão phu nhân. Nãi nãi, biểu đệ sẽ không tức giận chứ. Ngươi là đường ca của hắn, lẽ ra hắn nên giúp ngươi. Ngươi yên tâm, nếu hắn còn không nhường nhịn, nãi nãi sẽ ra mặt. Nhự Thư Hàm ôm Túc lão phu nhân, cười nói, nãi nãi, ta biết nãi nãi đau ta nhất. Dỗ dành Túc lão phu nhân cười mệt mỏi rồi, Nhự Thư Hàm lúc này mới đi gặp mẫu thân. Nhự phu nhân Túc Lâm Dung nhìn thấy y tới, đầu tiên là gọi nhóm nha hoàn bưng trà rót nước, bày điểm tâm, sau đó hạ lệnh cho bọn họ lui ra. Bà nắm tay Nhự Thư Hàm hỏi, Thư Hàm, nương nghe nói con và Thiệu Vân An có xung đột. Không có, là hắn không để ý tới con. Nhự Thư Hàm vẫn uất kể lại mọi chuyện cho nương nghe, sau đó nói, con là biểu ca của hắn, cho dù không thân cũng không nên làm mất thể diện của con chứ. Các tỷ tỷ nó không sai, vị hầu gia phu nhân kia hoàn toàn không để Lộ Quốc công phủ chúng ta vào trong mắt. Bằng không thì lúc sinh tiên thỉ không thể nào không nhớ tới nãi nãi. Nhự phu nhân chua chát nói, hắn không để Lộ Quốc công phủ trong lòng, làm sao có thể để ý tới hai mẫu tử chúng ta trong lòng. Hắn là đích thiếu gia đại gia, quân hậu lại sủng hắn. Chúng ta là ai chứ? Chúng ta chỉ là cô nhi quả phụ, ăn nhờ ở đậu mà thôi. Nhự Thư Hàm lập tức đánh giọng nói, vậy sao nương không đổi tên ta thành họ Túc? Cho dù Lỗ Quốc công phủ có sủng ái con bao nhiêu, thì con cũng chỉ là người ngoài. Túc Cẩn An là đích trưởng tử của Lỗ Quốc công. Lỗ Quốc công còn trẻ, chưa thỉnh phong thế tử. Nhưng việc Túc Cẩn An làm thế tử giống như ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không ai có thể lay động. Tuy không thể so sánh với con nói dội của Hàn Viễn Sa Hầu trước đây, nhưng hậu duệ của Lỗ Quốc công phụ cũng không ít. Tuy nhiên, khác xa Hàn Viễn Sa Hầu, địa vị, đích thứ ở Lỗ Quốc công phụ phân biệt rất rõ ràng, tuyệt đối không phát sinh trường hợp thứ tử lấn án đích tử. Lỗ Quốc công phu nhân Túc Tô Thị xuất thân không cao, là nhi nữ của Tần phủ Giang Quảng. Sau này, ông được thăng chức từ Tần phủ trở thành trưởng quản Diêm vụ vùng Giang Quảng, một trong những chức vị vừa có quyền vừa có tiền. Bởi vì nguyên nhân này, sau khi Lỗ Bình trở thành Lỗ Quốc công, phu nhân của y là Túc Tô Thị lập tức được nhận quyền quản gia từ tay của gia mẫu, trở thành phu nhân trưởng gia. Túc Tô Thị cũng là một nữ nhân lợi hại. Toàn bộ Lỗ Quốc công phủ đông dân cư như vậy, các mối quan hệ phức tạp như vậy,
bà có thể sắp xếp trên dưới lỗ của công phủ trở nên gọn gàng ngăn nắp. Túc Tô Thị khôn khéo có thủ đoạn, Lỗ Quốc Công tuy có nhiều thiếp thất khác nhưng cực kỳ tôn trọng vị phu nhân của mình. Rất nhiều đại sự y sẽ nghe theo ý kiến của vị phu nhân này. Túc Tô Thị sinh cho Lỗ Quốc Công hai nhi tử, hai nhi nữ. Trưởng tử chính là Túc Cẩn An. Túc Cẩn An có một mẫu thân lợi hại như vậy. Bản thân y đương nhiên cũng không phải là kiểu người hồ đồ. Địa vị ở trong phủ tự nhiên cũng sẽ không bị ai lay động. Lúc này, trên tay của Túc Cẩn An cầm theo bái thiếp. Tấm bái thiếp này khiến y vô cùng bất ngờ. Y mới vừa từ nhà môn trở về, còn chưa kịp uống một ngụm trà nóng. Đại tổng quản hầu phủ lập tức đưa bái thiếp tới. Bất quá sau khi nghe đại tổng quản nói chuyện xong, y tự hồ minh bạch tấm thiếp này có ý nghĩa như thế nào. Đại thiếu gia, Cẩn Thăng tới. Để y vào. Túc Cẩn An ngẩng đầu. Thật mau, một vị thiếu niên bước nhanh vội vàng tiến vào. Bộ dáng giống như là đang chạy vội. Vừa thấy y, đối phương giơ bái thiếp trong tay lên hô. Đại ca, Vân An biểu đệ phái người tặng bái thiếp cho ta. Mời ta ngày mai đi ăn trưa, khanh nguyện, tái kiến. Thiếu niên này không ai khác, chính là thân đệ đệ cùng mẫu thân của y, Túc Cẩn Thăng. Túc Cẩn Thăng lớn hơn Thiệu Vân An 1 tuổi, nhỏ hơn Túc Cẩn An 6 tuổi. Túc Cẩn Thăng vừa bất ngờ vừa vui mừng. Lỗ Quốc Công Phủ từng nhiều lần gửi bái thiếp cho Thiệu Vân An, nhưng đều bị từ chối. Hiện giờ Vân An lại chủ động gửi bái thiếp cho y, làm sao y có thể không ngoài ý muốn, không kích động cho được. Túc Cẩn An giơ bái thiếp trong tay. Ta cũng nhận được. Ca, ngươi cũng nhận được sao? Túc Cẩn Thăng giơ tay, đọt bái thiếp của huynh trưởng, vừa mở ra đã thấy, quả nhiên nội dung giống y nhau. Lúc này, đại nhà đầu của Túc Cẩn An tiến vào nói. Đại thiếu gia, Cẩn Du thiếu gia tới. Chơi vào. Túc Cẩn Du là tôn tự của kế mẫu Túc Thần Giật. Bởi vì Túc Thần Giật gả ra ngoài, cho nên nhi tử của kế mẫu nghiễm nhiên trở thành đích tử. Túc Cẩn Du vừa là nhị phòng trưởng tôn, cũng vừa là đích tôn tử duy nhất của nhị phòng. Túc Cẩn Du cầm trên tay bái thiếp cùng kiểu. Thấy vậy, Túc Cẩn An và Túc Cẩn Thăng lập tức minh bạch ý tứ của đối phương. Quả nhiên, Túc Cẩn Du hơi lo lắng, hành lễ với Túc Cẩn An và Túc Cẩn Thăng, nói: Đại đường ca, Cẩn Thăng đường ca, Vân An biểu huynh phái người tặng bái thiếp cho dư đệ. Dư đệ nghe nói đại đường ca và Cẩn Thăng đường ca cũng thu được. Túc Cẩn An bởi vì là trưởng tôn của đại phòng, còn là đích trưởng tử của Lỗ Quốc Công, nên hạ nhân trong phủ đều gọi y là đại thiếu gia, đệ đệ nhỏ tuổi hơn y thì gọi y là đại ca. Túc Cẩn Du mới 13, đột nhiên nhận được bái thiếp từ vị biểu ca thân phận tôn quý này khiến cho y hoảng sợ. Tuy rằng nếu tính theo thân phận thì y và Thiệu Vân An là gần nhau nhất, nhưng bởi vì nãy nãy y là mẹ kế. Lúc y sinh ra, đại bá đã sớm xuất giá, cho nên y và Thiệu Vân An thập phần xa lạ. Túc Cẩn Du nhận được bái thiếp, trước tiên y đi gặp nãy nãy, biết được hai vị đường huynh cũng nhận được bái thiếp. Có nãy nãy và mẫu thân góp ý, y chạy sang hỏi han hai vị đường huynh, đặc biệt là đại đường huynh, xem làm sao để giải quyết bây giờ. Đi thì khẳng định phải đi, nhưng suốt cuộc cũng phải nắm được ý tứ của đối phương. Túc Cẩn An nhìn thấy bái thiếp của Túc Cẩn Du, sau khi so sánh với bái thiếp của Túc Cẩn Thăng, y hỏi: Ngươi biết tại sao Vân An biểu đệ gửi bái thiếp cho ngươi không? Túc Cẩn Du lắc lắc đầu: Ta không biết, nên mới hỏi hai vị đường huynh. Lỗ Quốc Công phủ không phân gia, Lỗ Quốc Công tiền nhiệm có 3 huynh đệ, chia thành đại phòng, nhị phòng và tam phòng, phân biệt ở 3 sân viện riêng biệt là chính viện, đông viện và tây viện. Cho nên sự tình xảy ra ở chính viện, hai phòng bên kia còn chưa rõ ràng cho lắm. Túc Cẩn Thăng nói: Thư hàm biểu đệ hôm nay đi khanh nguyện đặt bàn, bị Vân An biểu đệ từ chối thẳng mặt. Nghe nói là biểu đệ mở miệng đòi đặt 3 bàn, còn muốn đặt vào đêm mai. Vân An biểu đệ nói là 5 ngày sau mới có. Thư hàm biểu đệ trở về nói với nãy nãy chuyện này, nãy nãy đã gặp nương rồi, nhưng mà nương định xử lý thế nào thì ta không biết. Ta vừa trở về còn chưa có đi gặp nương. Túc Cẩn Du còn nhỏ tuổi, tâm tư không có quá sâu sắc. Nghe Túc Cẩn Thăng nói như vậy, phản ứng đầu tiên của y chính là: Thư hàm biểu ca tới khanh nguyện ăn cơm sao, còn đặt tới 3 bàn. Nơi đó thật là quý, những cô cho thư hàm biểu ca nhiều tiền tiêu vặt vậy sao? Bất đồng với Túc Cẩn Du, Túc Cẩn Thăng lúc nói mấy lời này ánh mắt lộ ra vẻ xem thường. Túc Cẩn An lên tiếng:
ta cũng mới vừa trở về, không biết sự tình của Thư Hàm. Vân An tặng bái thiếp, chúng ta tự nhiên phải đi. Các ngươi có biết còn ai thu được bái thiếp không? Túc Cẩn Du lắc lắc đầu. Ta không biết, nhị phòng thì hình như chỉ có một mình ta. Nói câu này, trên mặt y không giấu nổi vẻ đắc ý. Túc Cẩn Thăng nói, ta không có hỏi. Túc Cẩn An nói, ngày mai hai người các ngươi đừng có chạy loạn, ta đi hỏi xem còn có ai thu được bái thiếp hay không. Ngày mai chúng ta cùng khởi hành tới Khanh Nguyện. Vâng. Túc Cẩn Du là người đầu tiên đáp ứng. Túc Cẩn Thăng gật đầu. Ngày mai ta không đi đâu hết. Vậy đại ca, chúng ta không thể nào đi tay không tới nhỉ? Túc Cẩn An suy tư một phen, trả lời. Trên bái thiếp Vân An viết là mời chúng ta tới tụ hội nhỏ. Nếu là tụ hội thì không nên quá khách sáo. Ta sẽ nhờ nương tự tay làm một ít điểm tâm. Túc Cẩn Du cũng nói. Ta cũng nhờ nương làm một chút điểm tâm. Được. Túc Cẩn Du vô cùng vui vẻ rời đi. Trong nhóm đồng trang lứa ở nhị phòng, chỉ có mình y được nhận bái thiếp đó. Túc Cẩn Du đi rồi, Túc Cẩn An và Túc Cẩn Thăng đi gặp mẫu thân. Lộ Quốc Công phu nhân, Túc Tô Thị đang ở trong phòng. Hai vị nhi tử tiến đến không nằm ngoài dự đoán của nàng. Nếu hai đứa nhỏ không tới, nàng sẽ phái người kêu bọn họ lại đây một chuyến. Hai nhi tử vừa tiến vào, Túc Tô Thị liền hỏi. Các ngươi có nhận được bái thiếp của Vân An gửi chưa? Hai người đồng thanh trả lời. Đã nhận được mẫu thân. Túc Cẩn An nói, ta và Cẩn Thăng tới gặp mẫu thân là vì việc này. Nói xong, y đặt hai tấm bái thiếp lên chiếc bàn vuông nhỏ bên cạnh mẫu thân. Túc Tô Thị cầm hai tấm bái thiếp lên đọc kỹ, rồi đặt xuống, vẻ mặt cao hứng nói. Đại phòng, chỉ có hai huynh đệ các con là nhận được bái thiếp. Cẩn Thăng, ngày mai đừng có chạy loạn. Túc Cẩn Thăng quy quy củ củ trả lời. Hài Nhi đã đáp ứng đại ca, ngày mai sẽ không đi đâu hết. Tới lúc đó cùng đại ca và Cẩn Du đường đệ cùng khởi hành. Nương, Cẩn Du đường đệ nói, nhị phòng chỉ có mình y nhận được bái thiếp. Bên tam phòng không ai nhận được sao? Túc Tô Thị khẽ cười nói, quốc công phủ chúng ta chỉ có ba người các ngươi. Hả? Tại sao vậy? Túc Cẩn Thăng kinh ngạc, đại phòng nhị phòng đều có, tại sao tam phòng không có? Ít nhất cũng phải có một phần chứ. Túc Cẩn An không lên tiếng, an tĩnh uống trà. Túc Tô Thị hỏi, Cẩn An, ngươi biết nguyên do không? Túc Cẩn An buông chén trà, chậm rãi nói, Vân An biểu đệ không thân cận gì với Lỗ Quốc Công Phủ, không phải vì hắn kiêu ngạo. Thứ nhất, hắn được thiên tế sủng ái, vạn sự hông thanh. Thứ hai, hắn ở bên ngoài hơn 10 năm mới nhận lại thân nhân. Chúng ta là bên ngoại, tự nhiên không có cơ hội thân cận. Thứ ba, tam thúc gả ra ngoài, ngài ấy và nhị phòng hiện tại vốn đã xa cách. Vân An biểu đệ đương nhiên càng xa lạ với chúng ta. Túc Tô Thị vừa lòng gật đầu, ngươi thật ra rất biết lý giải. Túc Cẩn Thăng không dám ngắt lời, nghiêm túc nghe đại ca và mẫu thân nói chuyện. Túc Cẩn An không nói tiếp, ngược lại hỏi, mẫu thân, ngài biết chuyện của Thư Hàm không? Nụ cười trên mặt của Túc Tô Thị nhạt dần, nói, hài tử Thư Hàm không hiểu chuyện, lão phu nhân đau nó, vốn muốn ra mặt. Bất quá lão phu nhân không phải là người hồ đồ, ta đã nói chuyện với lão phu nhân, chuyện này liền thôi. Thư Hàm không phải là Túc gia, nó đã có nương của nó quản giáo. Nương đã nói với nhị phòng và tam phòng, nhớ quản thúc kỹ mấy đứa nhỏ trong nhà, đừng có đầu óc mê muội làm ra chuyện không hợp lễ phép. Túc Cẩn Thăng nhìn không nổi, nương, nãy nãy bỏ qua ư, ta cứ tưởng nãy nãy nhất định sẽ ra mặt vì Thư Hàm chứ. Túc Tô Thị nhàn nhạt nói, lão phu nhân đau nó, nhưng nó là người nhữ gia. Nãy nãy ngươi, suốt cuộc cũng không thể vì một người khác họ mà đi đắc tội với Vương Chính Quân và Vân An. Túc Tô Thị tự hồ không muốn nói chuyện liên quan tới Thư Hàm, mà lại nói, Cẩn An, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của nương đâu. Mà lúc này, Túc Thần Giật đi tản bộ cùng quân hậu. Thời điểm hoài hai đứa nhỏ, Đại Minh Vinh đều không có ở bên cạnh y. Y một mình một người chịu đựng đủ mọi sự khó khăn khi mang thai và nỗi cô đơn khi sanh con. Cũng may là các tính quy kiên cường, chưa từng vì vậy mà oán trách Đại Minh Vinh. Chỉ là sau khi Thiệu Vân An bị lạc mất, y đau khổ rất nhiều, dường như bị trầm cảm đến cả 12 năm, tổn hại thân thể không ít. Hiện tại đã tìm về nhi tử, nhờ nhi tử điều trị, tâm tình vui sướng, khiến cho thân thể của y khôi phục bình thường. Thai nhi lần này, Vĩnh Minh Đế và quân hậu vạn phần cẩn thận. Vĩnh Minh Đế dù sao cũng là hoàng đế, nên Túc Thần Giật là người bạn đồng hành tốt nhất trong quá trình mang thai của quân hậu vào thời điểm này. Thiên tế, nghỉ một chút đi, 3 tháng đầu phải cẩn thận một chút. Được,
Các cung nữ và thái giám ngay lập tức trải đệm dày êm ái lên ghế bên ngoài hiên, bưng trà và điểm tâm. Trở lại trong cung, từ rất xa, Thiệu Vân An đã nhìn thấy cha nhỏ và quân hậu đang nói cười. Cha nhỏ là nam thê, ở tướng quân phủ nhiều nữ quyến, bên cạnh cha nhỏ không có người để tâm sự. Ở trong cung, có quân hậu trò chuyện là thích hợp nhất. Thiệu Vân An trở lại, quân hậu và Túc Thần Giật lại có thêm một người nói chuyện. Hơn nữa, không khí càng thêm náo nhiệt. Thiệu Vân An không nhắc tới sự việc của Lỗ Quốc Công Phủ, nói chuyện với hai người cho tới lúc quân hậu mệt mỏi. Hắn và cha nhỏ đỡ quân hậu trở lại cảnh u cung nghỉ ngơi, sau đó tới chỗ của cha nhỏ. Lúc này Thiệu Vân An mới kể lại sự tình liên quan tới Nhữ Thư Hàm. Quả nhiên, phản ứng của Túc Thần Giật chính là: tại sao hài tử này lại không hiểu chuyện như vậy? Thiệu Vân An nói: Quách Tiểu Ca nói y rất được Lỗ Quốc Công Phủ sủng ái. Túc Thần Giật tức giận nói: Đại Phong chỉ có một mình nữ nhi là biểu cô của ngươi, từ nhỏ đại bá mẫu đã nuông chiều nàng. Nàng lúc trước sống chết đòi gả cho Nhữ Sĩ Lâm, nhi tử của đại lý tự Thiếu Khanh. Tên Nhữ Sĩ Lâm kia lớn hơn nàng 7-8 tuổi không nói, đích trưởng tử của hắn cũng đã 5 tuổi. Nhữ Sĩ Lâm thú nam thê, hai người tình cảm sâu đậm. Nhữ Sĩ Lâm không có thiếp thất, không có người thông phòng, chỉ có một vị chính quân. Nhưng vị biểu cô này của ngươi lấy cái chết ép bức hai vị lão giả trong nhà, còn tuyên bố cho dù làm thiếp cũng phải gả qua. Nàng nói làm thiếp cũng muốn gả, nhưng thân là đích trưởng nữ của Đại Phong, sao có thể làm thiếp cho người ta? Đại Phong dựa vào địa vị của Lỗ Quốc Công Phủ mà tạo áp lực, bức Nhữ Sĩ Lâm thú nàng vào cửa với thân phận bình thê. Nàng ương ngạnh đòi chen vào, trong lòng Nhữ Sĩ Lâm sao có thể dễ chịu cho được. Nàng gả tới không được trượng phu yêu thương, lại về nhà khóc nháo. Tóm lại hai bên đều bị nàng nháo loạn không có yên ổn. Hai năm trước, Nhữ Sĩ Lâm chết bệnh, toàn bộ Nhữ gia đều cho rằng Nhữ Sĩ Lâm mất sớm là có liên quan tới nàng. Bên nhà trượng phu không ai yêu thương nàng. Nữ nhi rã ra ngoài không thể hết lần này tới lần khác đòi hỏi nhà mẹ ra mặt được. Bên Nhữ gia cũng không làm khó nàng, chỉ làm lơ nàng mà thôi. Đại Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đón nàng trở về. Nói với bên ngoài là đau lòng nàng ở quá. Quá xa là như vậy, Thiệu Vân An nói. Nghe nói Lỗ Quốc Công đương nhiệm rất thương vị muội muội này, còn có Nhữ Thư Hàm. Túc Thần Giật chỉ có thể nói: Lão phu nhân Đại Phong đau lòng nữ nhi, thân là quốc công, tổng không thể để người ngoài nói rằng mình bất hiếu với phụ mẫu, không bảo vệ huynh muội. Hơn nữa, đây là chuyện nội trạch, bà mẫu muốn đón nữ nhi về nhà, mặc kệ nhi tử có nguyện ý hay không. Người ngoài chỉ biết trách Tô Thị không phải. Tô Thị là trưởng tức Đại Phong, là quốc công phu nhân, cho dù không muốn thì vẫn phải đồng ý. Ở bên ngoài vẫn phải tỏ ra thương tiếc vì tiểu cô này. Lỗ Quốc Công Phủ, tình huống khác biệt so với tướng quân phủ chúng ta. Trong nhà chúng ta, nam nhân đều ở biên quan, cả nhà ở một chỗ mới có thể chiếu cố lẫn nhau. Cô ngươi là người hiểu lý lẽ, cũng không bao giờ làm khó xử huynh tẩu. Ngần ấy năm, nhờ có nàng mà trong nhà mới tốt hơn một chút. Thì Vân An đồng ý. Cô không giống, đại bá mẫu phải trưởng gia, ngài là nam thê, có cô ở cùng ngài, ngài và đại bá mẫu cũng có thể bớt lo cho nãy nãy. Không phải sao, việc trong nhà cô của ngươi cũng nhọc lòng không ít. Cũng bởi vì vậy mà Túc Thần Giật càng ngày càng ít về lại nhà mẹ đẻ. Mặc dù y thuộc nhị phòng, nhưng không phải lo lắng quá nhiều việc. Phu nhân trưởng gia nhị phòng là kế mẫu, y không hồi gia, người khác cũng không thể nói gì. Sau khi biết được thông tin chính xác từ chỗ của cha nhỏ, thì Vân An biết phải làm gì tiếp theo. Không bao lâu, ba vị thiếu gia Lỗ Quốc Công Phủ, Đại Phong và Nhị Phong lần lượt nhận được bái thiếp do Thiệu Vân An phái người gửi tới. Quách Tử Mục trở lại Vương Phủ cũng nhận được lời nhắn hỗ trợ của Thiệu Vân An. Đối với thế gia kinh thành, sự tình lan truyền rất nhanh, đặc biệt là mấy chuyện nội trạch. Nhữ Thư Hàm ở Khanh Nguyện bị Thiệu Vân An từ chối không nể mặt, nhanh chóng bị mọi người biết đến. Việc hai vị đích thiếu gia Đại Phong và đích thiếu gia Nhị Phong lần lượt thu được bái thiếp của Thiệu Vân An cũng đồng dạng lan tỏa khắp kinh thành. Không nhắc tới phản ứng sau khi biết chuyện của Tam Phong, Nhữ Thư Hàm sau khi biết tin lập tức đóng cửa, ở trong phòng xé nát một quyển sách thành từng mảnh. Thiệu Vân An chỉ mời Đại Phong và Nhị Phong, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không có ý định tạo mối quan hệ tốt với Lỗ Quốc Công Phủ. Nhưng Lỗ Quốc Công Phủ dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của cha nhỏ hắn.
mời hai nhi tử của Lỗ Quốc Công, chính là cho Lỗ Quốc Công thể diện, xem như một loại thái độ. Cha nhỏ hắn xuất thân từ Nhị Phòng, mà Nhị Phòng đích trưởng tử, có nghĩa là hắn muốn bày tỏ thái độ với Nhị Phòng. Còn Tam Phòng thì chẳng liên quan gì tới hắn cả, mà tất cả những điều trên đều do Túc Tô Thị và Túc Cẩn An suy đoán. Giữa trưa hôm sau, Túc Cẩn An đúng hẹn mang Túc Cẩn Thăng và Túc Cẩn Du đến. Trước đó đương gia Tam Phòng ra mặt, hy vọng Túc Cẩn An có thể đưa đích trưởng tử Tam Phòng cùng đi. Lỗ Quốc Công tự mình ra mặt từ chối, lấy lý do là do bọn họ chưa biết rõ tính tình của Thiệu Vân An, không chào hỏi đã mang thêm người, vạn nhất khiến nhân gia nghĩ lệch lạc thì không tốt. Thủ đoạn đối phó An Quốc Công phủ trước đây của Thiệu Vân An ai cũng biết. Lỗ Quốc Công, Lỗ Bình nói như vậy, Tam Phòng của án trách vẫn phải nhịn. Về phần Nhữ Thư Hàm, Lỗ Bình không đi an ủi muội muội và chất tử, y nói chuyện với mẫu thân xong, Túc lão phu nhân đành từ bỏ ý định ra mặt giúp Nhữ Thư Hàm. Không nói tới việc nếu bà làm lớn chuyện thì Vân An sẽ phản ứng thế nào, nhưng chỉ càng khiến cho quân hầu bất mãn, vậy nữ nhi và ngoại tôn của bà sẽ không có chỗ lợi. Thiệu Vân An ở Bình Nguyệt phòng bày một bàn thức ăn ngon mời ba vị biểu ca. Hắn trực tiếp đưa sự tình của Nhữ Thư Hàm đặt lên bàn tiệc. Khanh nguyện là Quách Tử Mục mở. Nhữ Thư Hàm làm như vậy không chỉ khó xử Vương Chính Quân mà còn khó xử hắn. Thiệu Vân An nói chuyện thẳng thắn minh bạch. Nếu hắn mở tiền lệ, vậy sau này bất cứ ai cũng có thể vịnh vào mối quan hệ mà làm khó dễ Quách Tử Mục. Sau khi ăn xong, Thiệu Vân An tặng ba vị biểu ca một tấm thẻ vàng khanh nguyện. Đây là thẻ vàng thật, mặc dù mỏng nhưng được đúc bằng vàng ròng. Sau này, ba người tới khanh nguyện ăn cơm sẽ được giảm giá 10%. Bữa ăn này, Túc Cẩn An, Túc Cẩn Thăng và Túc Cẩn Du có thể nói là thu về đầy thành quả. Không chỉ tiến gần hơn với Thiệu Vân An mà còn được tặng thẻ vàng. Loại thẻ này chưa chính thức công khai. Khanh nguyện sẽ tung ra 100 thẻ vàng, mỗi người bọn họ ai cũng có một cái. Không nói cái khác, chỉ cần có thẻ vàng này, địa vị của Túc Cẩn Du trong Lỗ Quốc Công Phủ có thể nói là bay lên cao. Tin tức về Lỗ Quốc Công Phủ lan truyền khắp kinh thành, Đại Phòng và Nhị Phòng vui vẻ ra mặt. Những người khác có tức giận hay không, Thiệu Vân An không quan tâm. Hắn tin tưởng sau chuyện này sẽ không có ai ở Lỗ Quốc Công Phủ làm ra hành vi tương tự như Nhữ Thư Hàm. Nửa năm sau, Nhữ phu nhân tái giá, mong ước sửa họ của Nhữ Thư Hàm không bao giờ xảy ra. Thời điểm đó, lão phu nhân không còn nghe nữ nhi khóc lóc nữa. Lỗ Quốc Công cứng sắn đẩy người muội muội này gả ra ngoài, hơn nữa là gả xa kinh thành. Lỗ Quốc Công phủ sóng gió lần này chỉ vì ba tấm bái thiếp của Thiệu Vân An mà bị tiêu trừ. Có thể nói, Lỗ Quốc Công, Lỗ Bình thập phần vừa lòng. Lấy Lỗ Quốc Công phủ làm gương, những gia đình khác có quan hệ thông gia hoặc là họ hàng với đại gia đều quản thúc lại con cháu trong nhà. Đây là chuyện sau này. Dùng cơm với ba vị biểu ca Lỗ Quốc Công phủ, giữa trường hôm sau, Thiệu Vân An lại xuất hiện tại Minh Nguyệt Phòng, chuẩn bị gặp gỡ thương nhân Ô Sắc tới từ bộ lạc Đại Sơn. Lần này, người ngoài ý muốn đổi lại là hắn. Nguyên lai Ô Sắc chỉ là người trung gian. Người chân chính muốn gặp hắn chính là Ô Chân, nữ nhi của Ô Hải, đại vương bộ lạc Đại Sơn. Bộ lạc Đại Sơn là liên minh bao gồm hàng chục bộ lạc lớn nhỏ tạo thành. Đại vương chính là vị vương được tất cả các bộ lạc bầu chọn, là thủ lĩnh lớn nhất.